Còn ai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt trước mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị ơi. Còn bên đây là ngôi mộ của nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiều Bạch Tiết quý cô chú anh chị. Đó, đóng trong vai là Thị Màu á, quê quán thì ở Nghệ An. Bà con bác chắc là ít mà ít biết đến ha. Còn bên trong này thì cũng có một anh trai cũng đang đứng bên trong để review. À, anh ta cũng nói sớm quá ha. Đó, cái gì vậy? Đó. Hello anh. Bữa nay anh đến sớm hả? Gì hả? À. Dạ. Cái mới hả? À. Quang quý cô chú anh chị quản như ngày nào buổi sáng thì mình cũng hay vào đây để là thắp hương và lao mẫu ha quý anh chị, để cho mình đặt cái video đây, đặt cái máy xuống và cúng dâng cà phê sữa lên ha, có mua ly cà phê sữa chú buổi sáng ha. Ai à, cũng nguyên dĩa con cầu luôn. Ông dịch. Ô anh Ngọc nữa nè, anh Ngọc nãy giờ đi đâu hả? Ngọc nghe nè. Ờ ủa cái chim chị vào đây. Sáng giờ anh thấy hai Bùi nó vô sớm không? Vô. Sáng giờ anh xanh mặt luôn. Ờ hồi nãy nói anh mà nói anh gặp sao đêm hôm anh về gặp em nổi. Ờ xanh mặt luôn. Sớm cũng gì nữa kìa. Vậy. Xanh mặt mày luôn, anh nói là còn qua cái ly nữa, cái gì? Cái chai nước. Ờ đúng rồi, cái chai nước phải không? Khi mà anh lỡ anh Thắp Hương anh nói anh giấy nói bữa nay con biết ăn năn rồi cầu năm ơi. Anh nói với anh là anh sáng ngủ ốc nổi cục. Ờ cái nói, xong rồi nó hơi niệm Phật vậy, cưng gắn niệm Phật. Ừ. Xong cái ảnh mới là anh thắp hương phải không, anh lại đó anh thắp hương xong ấy ốc ác thì anh nổi mặt anh đỏ ké chừng ha, xong rồi cái chai nước gung ginh ảnh hôm qua anh còn chỉ anh nhớ hôm qua không? Nhớ mà. Sáng nay anh vô đó thì anh ra đó anh kể nó rồi tối là anh ngủ ốc ác vậy nổi dậy luôn vậy á. Anh nói là cậu trứng rồi. Nhưng mà nhá nói bữa nay con biết ăn năn rồi cậu ơi, cái chai nó gung phải không? Mà hôm qua anh thấy hôm qua đâu có gió miếng nào đâu, không có một miếng gió nào luôn. Mà cái bàn nó làm sao mà gung được? Mà cái bàn làm sao mà gung được? Cái bàn đó là sao mà gung được? Cái bàn đó từ đó giờ không bao giờ gung nha, mưa gió bão cỡ nào bão cũng không giờ gung luôn quý chú anh chị. Mà hôm qua là cái chai nước này để nó bằng, tụi bác biết rồi, cái chai nước suối mà nó gung luôn hơn nửa chai. Ừ. Mà nhưng mà cái lúc sau mà sau khi mà Hải Bùi á nó không có đứng đó nữa, nó ra đây ngồi á là cái chai không gung nha, chai hết gung không gung. Ừ. Thì hồi nãy nói anh là nó hơi kêu nó gái niệm Phật thì cưng. Gì hả? Anh kêu nó gái niệm Phật thì anh hả? Ừ. Ồ, quý chú vậy, làm tí kìa. Đây, đó, quý cô chú anh chị thấy không? À, Hải Bùi, nó cũng sợ luôn quý chú anh chị. Đó, quý cô chú anh chị. Rồi. À, ở không? À, bà con cô bác kìa mà thấy một anh em mà YouTuber là thấy cái sự mà phải nói là cái này là phải là mình là tin gì đó mà cái này là trước mắt quý chú anh chị và ba bốn anh em đều là thấy hết chứ không phải là một mình thấy nghe quý cô chú anh chị. Đó, bây giờ thì vậy mình cũng xin thắp cái nén hương. Đó, thắp nén hương cho chú nha. Xong rồi hả lao mũi mẫu. À.
sáng ai cũng nguyên một cái mâm ấy luôn quý anh chị, mâm trái cây quán cầu luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2023, con tên Động, 36 tuổi, có kênh YouTube Di Minh Vlog. Thắp nén hương trình giữa các vị các ngài thổ thần thổ mộ thổ địa đất đai dân trạch thần hoàng bổn cảnh long thần hộ pháp ở nghệ trang hoa viên bình dương, cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú vũ linh ông tinh thật võ văn ngoan có pháp danh tâm giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão hưởng thọ 66 tuổi. Nay Di Minh thắp nén hương cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước gửi ấm đến Di Minh. Hiện nén hương lòng này cầu nguyện cho chú được giải sanh về miền cực lạc. Xin các vị các ngài thổ thần thổ mẫu thổ địa đất đai dân dịch thần hoàng bồn cảnh long thần hộ pháp từ nghĩa trang qua Di Minh Dương chứng nhận dùm tấm lòng của Di Minh. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Chí Bát Quan Âm Tát. Quý vị thương chị làm thế giới đó, quý vị chú gì ở buổi sáng nay thì mấy anh em cũng đã lao thì mình cũng cổ nào ấy thì mình còn lao tiếp ha quý chú chị. Chào anh Giàu. Anh Giàu ơi, anh còn là anh của em nữa không? Để ngược vòng vĩ vàng. Chắc không rồi hả? Tại vì sao không anh? Tại vì sao không? Có mua cà phê cho chú. Quý anh chị, sáng mua ly cà phê cho chú mà không có phê, không mua cà phê cho anh. Đó. Làm anh Giàu anh giận luôn. Đó. Gì dữ anh? Trực tiếp hôm nay. Gì anh? Gạo về, gạo về. Hồng luôn đã chuyển gạo đến Thao Viên. Dữ anh, bữa nay chưa hả? Tới bữa 28 mà. Bữa nay anh cho gạo về luôn hả? Ghê à? Trời ơi trời. Ghê quá, anh nay chưa mà không cho gạo về luôn. Cho gạo về trước luôn hả anh? Rồi. Để cho anh ta đậu. Trời ơi nha. Ai cho gạo vậy luôn rồi quý anh chị ơi. Nay anh thợ anh cho gạo về luôn. Nay anh cho gạo về luôn rồi, cho gạo về trước hai bữa. Ủa? Mà bữa nay thứ mấy rồi? Bữa nay mấy rồi? 26 hả? 26, 27, 28, 2 bữa hả? 26 đúng rồi, nay 26. Ờ, quý vị chú anh chị. Anh em mình buổi sáng thì Hải vô kèo quý vị chú anh chị ơi. Này, hỏi thăm Hải ơi. Nay sao rồi? Tỉnh lên chưa? Thấy lần đầu tiên qua luôn. Nhỏ lớn thì mới thấy luôn hả? Có cái nhang nào bự không? Cho anh xin cái nhang bự rồi. Tội lỗi quá nhiều lắm cái nhang bự. Vừa nói tự nhiên chạy nước suối ở đây nè. Tự động lung linh luôn. Wow. Hôm qua là 4 năm anh em thấy luôn nghe quý anh chị. Mà không biết cái này là cái sự nó tự nhiên hay là như thế nào quý anh chị. Còn nửa chai nước của tao mà mày uống đi. Cái đồ bà vậy không dám lấy uống, có cầu không dám lấy. Hôm qua còn chảy nước ở đây nè quý anh chị, Hải Bùi á, nó lỡ nó thắp hương, lấy cái hương bự nó nói là cho con xin lỗi cậu, con nay con biết lỗi rồi, mà cái chai nước tự nhiên á quý chú anh chị, cái nước hôm qua chai nước suối đây nè giờ lấy ai dẹp đi rồi, rung quý chú anh chị. Thì Hải mới kêu anh em mà lại xem
thì hôm qua anh em mình lại xem là thấy cái rung thật. Mà khi Hải đi rồi á là không có rung nghe quý cô chú anh chị. Đó, mấy anh em mình cũng cái này là cái điều phải nói là tự nhiên hay như thế nào nó cũng sư khiến hay sao quý cô chú anh chị. Cái này mình cũng không nói được, mà sáng thì vô là thấy tay chân nổi ốc nhân nè quý cô chú anh chị nè. Ốc ác gì nổi nổi da gà luôn. Tối về mình mẩy nha. Đỏ hết mình mẩy luôn á. Đó, giờ hôm nào bà con thấy không? Tay chân anh nè, nổi da gà luôn nè. Đó. Anh nói mà anh nổi da gà luôn quý cô chú anh chị ơi. À, bà con cô bác xem thử coi như thế nào cái điều tâm linh nó như thế nào ha quý anh chị nè, có nhận ngẫu nhiên hay là như thế nào, bà con có thể là để lại cái comment bình luận ở bên dưới cho Duy Minh được biết lý giải cho mình Duy Minh ha. Chứ cái này là Duy Minh là bỏ tay à, không biết cái điều gì nó sẽ đến theo quý anh chị, mà hãy là nó xanh mặt hết rồi đó. Đó thì bây giờ thì Duy Minh sẽ đi lao mậu heo quý anh chị. Đó, lao buổi sáng. Chung là mấy anh em trước đã hôm qua thì có cô cô gì cô Thủy, quý anh chị, cô Thủy đem lên rất là nhiều ấy luôn quý anh chị, rất là nhiều những cái khăn giấy luôn, cần mà khăn giấy ướt nha, khăn giấy ướt thường là cho anh em mình là ở đây nè lao mộ chú nè. Đó, bà con cô bác thôi. Ủa đâu mất tiêu rồi ta? À, cái đồ cái tháo cái ấy này ra mới được quý chị. Cái này là làm như xịn nữa sao quý chị? Cái đồ dán là nó cũng xịn sò khó tháo quá. Chắc là khăn giấy xịn đó. Đó, anh em mình sẽ lao. Mà đặc biệt là Duy Minh là hay thường lỡ lao á là lại lỡ lao cái ảnh trước. Tại vì cái giấy nó sập đó, mà nó còn mới á, lúc ban đầu đó, mình lao ảnh trước, quý anh chú anh chị. Xong rồi đó mình mới lao xung quanh, đi lao mão. Đó. Đặc biệt là lao ảnh trước ha. Không biết có mấy có rút vô không nữa quý anh chú anh chị à. Hôm trước là Duy Minh nói nói nguyên một buổi luôn. Xong rồi đã đời là không có một tiếng nói vô đây luôn quý cô chú anh chị. Cái dạng mà mít mà nó dơm dởm là gì đó. Không được rồi, cái mít này là thấy không im ha quý cô chú anh chị. Mít này là không có ấy à. Không được rồi, chắc cái này phải coi lại nó kè 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 cái tiếng rồi, quý gì vậy? Chắc là do lâu ngày cái nước nó vô hay sao? Nó rỉ nước vô trong đó hay sao? Đó, mình lao ở đây cho xong rồi xong rồi ra trước ha. À, hồi tối á, quý cô chú anh chị, khi mà Duy Minh xem là cái hình ảnh mà chú Vũ Linh á, mà cái thời mà hình như là không biết khác ở đâu mà khi mà chị Kim Nga với là chú mà bước từ ở bên sân khấu bước ra thì đi xuống với chỗ bà con á, thì Duy Minh thấy là chú lòn cái tay ra sau lưng và đấm vài cái ở sau cái lưng mình á, quý cô chú anh chị, thì cái cảnh đó mình cảm thấy rất là xót xa. Khi mà chú tuổi già già mà chú cố gắng để là hát cho bà con nghe á quý cô chú anh chị, thì Duy Minh thấy là làm như là chú đang cố gắng hết sức luôn, cho nên là chú mỏi lưng hay sao quý cô chị, chú mới lòn cái tay ra sao là chú giả vô cái lưng mình mấy cái đó quý cô chú anh chị. Là những cái hình ảnh đó là mình càng cảm thấy là rất là yêu chú luôn, yêu quý chú luôn, thật sự luôn. Khi mình nhìn lại cái hình ảnh đó là của một cái người chị đã gỡ cái video đó cho Duy Minh xem, thì chị nói là em xem đi rồi sẽ có cái động lực để là phục vụ chú đó. Là thì mình mới xem lại thì quý của chú chị, thật quả nhiên cái video đó đúng ra là mình đã xem rồi, nhưng mà mình xem lại cái hình đó lại mình mới biết, mình mới càng thương chú hơn quý của chú chị. Thấy chú này đi hát lên xong rồi chú đi xuống với chị Nga, thì thấy chú lòn cái tay sau lưng á, đóng vô cái lưng mình mấy cái đó quý anh chị. Đó là
Như mình hiểu rằng lúc đó đang chuẩn bị xuống với khán giả để chụp hình đó quý anh chị, thì có nhiều khán giả lại để chụp hình với là chú, mà chú cũng cố gắng là rất là mừng đó, quý anh chị. Nhưng mà thật sắc là như là lúc đó là chú đã hát rồi quý anh chị, đã hát xong rồi, cho nên là đi xuống lại với gặp với bà con đó, thì hiểu rồi những cái sự mà cố gắng vì sức khỏe đã không có còn như lúc trước, mà chú vẫn cố gắng chú hát cho bà con nghe, thì mà sự là Duy Minh nói có thể là quá sức mình hay sao quý anh chị. Chú xuống chú đóng vô cái lưng mấy cái gì mà cái sao mà ai quay được cái góc máy đó được, thật sự là bởi vì nhiều khi mà không có những cái góc máy đó là làm sao mà biết được là chú lại cố gắng để hát phục vụ cho bà con nghe thiệt luôn á. Nhìn những khoảnh khắc đó là muốn rơi nước mắt luôn quý chú chị. Bởi vì chú là một người phải nói là của công chúng, của là người dân, là phải nói là nghệ sĩ của nhân dân, là phải nói là không có sai sơi chịch chút nào luôn quý chú chị, nó thật sự luôn á. Bà con mà xem lại những cái hình ảnh đó đi, rồi mấy bà con thì nó thật sự là Duy Minh là một người rất là cứng rắn luôn, không bao giờ mà cứng rắn luôn. Cứng rắn, nhưng mà xem lại những cái hình ảnh của chú biểu diễn mà cố gắng như vậy á, chú lên là hát là chú xong mà chú phải đóng mấy cái lưng gì à, biết chú đã tổn sức cỡ nào luôn, mà chú vẫn cố gắng là thật sự luôn, mà mình muốn xúc động, muốn rớt nước mắt luôn quý vị. Nó thật sự khi mà xem là bà không tin, anh mà xem lại những cái video cũ đi, những video mà cuối cùng mà sau này á, mà chú cố gắng chú hát á, chú đi trên sân khấu xuống kìa với chị Kim Nga, thì chú lại lúc đó hát xong rồi chú đóng vô lưng gì nè đó, là chú đã quá sức đó. Chú hát xong đã quá sức đó, bà con cô bác biết nhìn lại những cái video cũ thật sự là rất là xúc động quý anh chị. Chào 11 người xem live của Thành Võ TV nha. Cảm ơn chị. Anh đang live luôn hả anh? Mấy người chơi vậy trời, chưa tới 100, 200, 300 nữa ngọt. Anh mà xem lại những cái video cũ của chú á, anh sẽ nhìn thấy, anh thấy xúc động luôn á. Đó, vì mình lại ở đây chia sẻ biết bao lâu của anh chị. Mà bởi vì như mình cũng không dám xem lại những cái video cũ của anh chị, những cái video mà sau này cuối đời của chú nè. Sự luôn. Là mình xem là nó cảm xúc nó dâng trào lên quý anh chị. Nếu mà bà con cô bác nào mà chưa có xem một lần nào đó đó mà chưa có từng là fan ruột của chú á, mà xem là cái video đó đi, bà con bác mới biết được quý anh chị, biết được là một người nghệ sĩ là đối với người là như thế nào luôn á, nó thật sự luôn, là phải nói là tận tụy luôn, đến là cuối đời mình cũng dốc hết những cái tình cảm của mình để dành cho là khán giả luôn quý anh chị. Hello anh. Đó, bây giờ thì Duy Minh đi hello anh. Trời, chị Minh đi thắp hương. Đó, thắp hương xung quanh hết quý chú anh chị. Không, ông tha lỗi cho hả? Tội cho con. Quý anh chị thấy Hải sáng là phải nói luôn á. Nổi ốc luôn quý cô chú anh chị. Đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Ông cậu Năm là có gì là ổng sẽ biết đó. Ra một cái gì đó để ngoài kiểu như biết đó. Kiểu như ổng làm có cái hiện tượng gì đó, hiện tượng gì đó. Như lúc cô Sáu lên đúng không? Cô Sáu lên cục gà đó. Không, cái hình đó. Nhiên nhang cháy thay đầu đó. Không, với cái lúc mà ấy mộ á. Lúc mà sửa sàn mà lắp mộ á anh. Cái hình nổi lên đó. Nổi lên cái hình là con đúng không? Cái hình đó hiện tượng đó bà con bác, đó là hiện tượng tâm linh đó mà nổi ốc nữa là cả nhà.
anh ấy cũng nói ốc nữa rồi. Dạ cảm ơn cậu Năm nha. Đó là cái hiện tượng tâm linh quý vị. Nhưng mà những người nào mà có duyên lắm á nghe, mới là chú mới cho biết cái hiện tượng đó. Nó quý vị. Như là Hải Bùi nè, Hải Bùi Vlog là có duyên rồi đó. Cho nên là chú có cái thành tâm á quý vị, cái thành tâm á hối lỗi á, cho nên là chú đã cho thấy cái hiện tượng đó. Nam mô Phật. Nó như hôm qua một cái chai nước á quý anh chị, mà mấy anh em mình đâu có tin đâu, mấy anh em mình đâu có tin đâu, thì thấy tự nhiên Hải kêu mấy anh em mình lỡ mình mới biết chứ đâu phải gì nào mà thấy trước mắt mình mới tin quý anh chị. Đó, mô Phật. Qua bà con cô bác hay xem lại cái video mà hôm qua buổi chiều cuối ngày quý anh chị, với mình dọn dẹp cùng tất cả các anh em đó, bà con cô bác thấy là chai nước nó rung nó môi và mà rung mạnh luôn nghe quý chú anh chị, chứ không phải là rung nhẹ nghe. Đó là một cái điều phải nói là không hiểu luôn quý chú anh chị. Nó môi và trong khi đó cái chai nước là nước suối mới thì cái đít nó bằng tháng à, mà tại sao mà nó rung như vậy quý chú anh chị. Nó môi và mà đâu có ai tác động dưới cái bàn thờ của chú đâu. Cái đó mà phải chị mà Hồng Loan mà lên mà gặp một cái ha, mà hoặc chị Hồng Loan cũng phải tin quý quý vị. Nếu mà chị gặp mà nhìn trước mắt quý anh chị, nhưng mà Nam Mô Phật, với mình mà mấy anh em ở đây mà còn không tin được, mà tại vì nhìn trước mắt mà còn không tin đó, không thể nào tin được là Hải Bùi hôm qua nay là xanh mặt luôn quý cô chú anh chị. Nó đâu có quay đâu. Lúc đó mà nó lại nó mô Phật, nó lại nó giái nó nay nó thành tâm, nó cải hối ăn năn rồi quý cô chú anh chị. Do lúc trước nó cũng hay nói này nó kia á quý anh chị. Chắc là nó hay cà khị anh em mình sao á, giờ nó hối lỗi ăn năn, nó biết rồi đó. Nó biết anh em mình hòa đồng với nhau và luôn luôn lúc nào cũng là chào đón cái sự là đoàn kết nhau quý anh chị. Nhưng là Hải nó mới biết như vậy, nó mới thành tâm nó giái, mà trong lúc nó giái nó đâu có quay đâu. Nó mô Phật, nó mới kêu, mà lúc đó thì mấy anh em đang quay đó. Người ta quý của chúng chị, những người ta có lỗi á, mà người ta biết thành tâm có lỗi là những cái điều đó rất là đáng trân quý quý anh chị. Sợ những người mà có lỗi mà không biết sửa lỗi á quý anh chị, mới sợ là sợ vụ đó, sợ những người đó thôi. Chứ những người mà biết lỗi sửa lỗi ha là đáng trân quý lắm. Nam mô Phật. Giống như Hải Bùi đó, nó biết lỗi hay nó giái giang với chú Vũ Linh, nó thành tâm. Nam mô Phật. Nó thành tâm hay là thấy chú cho thấy hiện tượng liền nó quý như vậy. Nam mô Phật. Ở đây là mấy ông cũng linh thiêng lắm nghe quý của chúng chị, chứ không phải là giỡn chơi đâu nghe. Gần tới những ngày đại lễ cầu siêu nữa nè. Nam mô Phật. Nó rất là quan trọng nghe. Mà mình cái du di mình không có biết được, nhưng mà cái hiện tượng đó, hôm qua là thấy chứng kiến là Hải, là sáng nay bà con gác mới thấy chưa. Nam mô Phật. Cho bà con coi luôn đó, nó nói tới là ốc nó giỡn cọc cọc luôn, thấy không. Nếu mà người bình thường mình nói mà nó xạo mà nói giỡn đi, không bao giờ mà ốc mà cục mà nổi kiểu đó đâu quý anh chị. Nó thật sự luôn á, bà con cũng thấy là biết rồi đó. Vì mình quay camera là dàn sát cái tay của hai tay luôn, nó mô Phật của là Hải luôn á, nó xanh, nó đổ lét mà nó nổi cục cục luôn, bà con thấy không. Nó mô gì Phật. Đây là nghệ sĩ Văn Châu ha quý chú anh chị. Đó, bây giờ cái gạp nè quý cô chú thấy không, cái gạp là chuẩn bị là hôm nay là làm sân khấu, hôm qua đúng ra làm luôn mà hết giờ là không kịp quý chú anh chị, cho nên là hôm nay á là chuẩn bị sẽ làm tiếp ha quý chú anh chị. Đó, mong rằng hôm nay sẽ được Nam mô Phật thành công ha. Quý cô chú anh chị ơi, vì mình nghe cái hồi hôm trước hồi lúc trước khi mà mỗi lần á Nam mô Phật, vì mình lợi tới cái trang chủ đạo diễn Lê Văn á và cô Phụng Thanh á, thì vì mình hay nổi ốc không quý cô chú anh chị, lợi tới đó lần nào cũng hồi nổi ốc hết á. Dạo này là không còn nữa Nam mô Phật. Do là cô với chú là chắc là chấp nhận Duy Minh rồi, cho Duy Minh thắp hương giùm. Cho nên là
nó mới vậy, cho nên là không có làm cho cái sổ cái sự mà nó mồi mà cái hiện tượng gọi là hiện tượng tâm linh hay là nhạc sĩ quân sự quý anh chị. Thì bà con cô bác biết rồi, nhạc sĩ quân sự là một người rất là nổi tiếng luôn. Lúc mà còn tại thế thì ông dẫn thường cùng với tất cả các người bạn của mình buổi chiều hay đi dạo một vòng ở Hoa Viên này và cùng nhau lại đây hàng huyên tâm sự quý anh chị. Đó, và đặc biệt á là trên ngôi mộ của ông là có hai chữ quân sự và những cái hoa văn, và cái tượng của ông là do tự ông là thiết kế quý cô chú anh chị. Đó, tự ông thiết kế luôn. Còn đây là nhạc sĩ Thanh Sơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nói đến nhạc sĩ của anh Thanh Sơn thì phải nhắc đến là cái mùa hè là nỗi buồn của hoa phượng quý cô chú anh chị. Bà con cô bác thấy buổi sáng này, sáng sớm là đã có là nhiều người bà con cô bác đến đây rồi. Đó, đưa tiễn những người đã khuất nè. Đó, quý chú anh chị. Đó, quá đông luôn ha. Nhưng mà nghĩ rằng tí xíu nữa là sẽ có là rất là nhiều khán giả bà con sẽ ghé đây để viếng mộ chú ha. Đó, quý chú anh chị. Hello anh Toàn. Anh Toàn đang đợi xe đi qua đường thổi. Đó, hụ lên liền. Nam mô A Di Đà Phật. Nó xe du lịch quá tàn luôn. Xe du lịch quá ha, quý anh chị. Liên tiếp luôn á. Nói chung ở trong Hoa Viên này giống như là cái chỗ mà phải nói là chỗ khu gọi là khu gì nè quý anh chị. Nam mô Phật. Khu du lịch tâm linh gì đó quý chú vậy, chứ bà con cứ đi đến là liên miên luôn, không có giờ nào mà dứt hết quý của chú vậy, nó thật sự luôn. Nam mô Phật. Khi bà con cô bác đến đây là khỏi phải sợ đi, là đối với chỗ nào á thì sợ, chứ chỗ này không giờ sợ quý của chú vậy, nó cảm giác rất là thân thiện luôn. Và rất là nhiều bà con cô bác đi đến đây, có người là ngủ ở trong đây luôn, nó đi vô đây viếng xong rồi lên nhà chờ ngủ luôn quý của chú vậy. Ngủ một giấc rồi mới xuống viếng lại rồi mới về. Đó, Nam mô A Di Đà Phật. Cái điều này thì bà con cô bác thì Duy Minh đó thay quay cận cảnh cho bà con. Bác là Hải Bùi là quá ớn luôn rồi đó. Chú Tiểu à, Nam mô A Di Đà Phật. Chú Tiểu còn đang ngẫm nghĩ đó kìa, quý của chú chị kìa. Đó, chú Tiểu còn đang nhìn vô cái chỗ mà đó, chỗ mà Hải Bùi đứng đó quý cô chú anh chị. Đó, chú Tiểu nè. Đó, thấy không, chú Tiểu đang nghe Hải Bùi nói sao á quý cô chú anh chị ơi. Đó, thì bà con cô bác thì cái sự tâm linh này thì bên nhà khoa học người ta cũng không có là không dám là nói là có, mà cũng không dám nói là không có quý cô chú anh chị, không có phủ nhận ha. Đó, bà con cô bác biết rồi, không có lý giải được các nhà khoa học trên thế giới luôn đó quý cô chú anh chị. Đó, ủa xe du lịch tự nhiên gần lại đây xe xịn gần lại đi rồi quý cô chú anh chị. Đó, nó là lạ ha, xe quá lạ rồi. Đó, bỏ đi rồi quý cô chú anh chị ơi. Quan thì video buổi sáng này thì Duy Minh cũng chia sẻ quý cô chú anh chị ơi, thì bà con cô bác xem video nhớ đợi lại những cái comment bình luận nha. Hãy xem và xem theo dõi kênh của Duy Minh để Duy Minh thông báo cái ngày chính xác phát gạo và cái ngày đem gạo đến đây ha quý cô chú chị. Bữa nay thì chưa có đem gạo đâu nghe quý cô chú chị, tới bữa là Duy Minh lấy cái thông tin chính xác rồi sẽ cho bà con cô bác biết ha. Chứ thật chắc bữa nay là Duy Minh thấy có một số anh em cũng thông báo đem gạo là không có nha. Đó, quý cô chú chị ơi, thì video đến đây chào chú Tiểu nha. Đó, chú Tiểu sáng nay cũng vô sớm ha quý cô chú chị. Video buổi sáng nay Duy Minh cũng xin kết thúc tại đây. Nếu bà con cô bác xem video nếu thấy yêu quý Duy Minh thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha quý cô chú anh chị. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn bà con ở một video theo. Chúc bà con một cô bác một buổi sáng thật là vui vẻ bên người thân gia đình của mình ha. Chào bà con ạ.